Mình là Nguyễn Thị Trung Anh, thì là hiện tại thì mình đang kinh doanh về lĩnh vực là giày dép trẻ em. Thì trước đây mình có là nhân viên ngân hàng ấy, sau đó thì vì muốn tập trung chăm sóc con cái nhiều hơn thì mình đã chuyển hướng sang là kinh doanh. Thì mình có mở một cái cửa hàng kinh doanh, đầu tiên là mình chỉ tập trung vào bán lẻ thôi. Sau đó thì biết là bây giờ muốn bán được nhiều hàng thì mình phải phát triển cái thương mại điện tử hơn ấy, thì mình biết đến lớp học của thầy Kiểm. Sau khi đến với khóa học của thầy Kiểm ấy, thì mình đã được học rất nhiều thứ về kinh doanh. Mình được lên chiến dịch kinh doanh, cách viết content, cách bán hàng, cách tạo đội ngũ, cách tư vấn, chốt sale. Sau 4 ngày học khóa học của thầy Kiểm, cùng với sự giúp đỡ của thầy và các bạn support, thì mình đã biết cách lên chiến dịch quảng cáo và ra được những đơn hàng đầu tiên. Thật sự là mình cảm thấy rất may mắn khi biết đến lớp học của thầy Kiểm và cảm ơn các bạn support, vì các bạn thật sự là rất là tận tâm và nhiệt tình. Mình tên là Mai. Mình hiện tại đang sống ở Hà Nội. Gia đình mình thì kinh doanh về nội thất ô tô. Trước đây thì gia đình mình chỉ có kinh doanh theo hình thức là truyền thống. Thì kinh doanh theo hình truyền thống thì mình tiếp cận được đến khách hàng rất là ít, và số lượng đơn hàng thì hầu như là chỉ quanh khu vực Hà Nội thôi. Thì mình muốn phát triển thêm về kinh doanh online. Mình có được một chị giới thiệu về cái khóa học của anh Nguyễn Tất Kiểm. Thì sau thời gian một tuần mình đến học tại trung tâm thì mình đã biết nên nội dung content, biết nên cam, nên chiến dịch. Mình đã chốt ra được những đơn hàng đầu tiên. Giá trị mỗi đơn hàng của mình sẽ lên từ 10 đến 15 triệu. Mình cảm thấy rất vui khi là được tham gia khóa học của anh Nguyễn Tất Kiểm. Thì sau thời gian tham gia khóa học thì mình đã hiểu hơn về cách kinh doanh của Facebook, và mình đã tìm ra được cái hướng phát triển kinh doanh của cái sản phẩm của gia đình mình. Mình cũng gửi lời cảm ơn đến anh Kiểm và các anh chị trong đội support đã hỗ trợ mình. Tôi là Thủy, tôi đến từ Hà Nội. Công việc chính của tôi là kinh doanh online về quà tặng sự kiện. Tôi là học viên cũ của lớp học Facebook Marketing của thầy Kiểm. Trước kia thì tôi đã tham gia vào khóa học K38 của thầy Kiểm rồi. Thì bản thân tôi trước khi mà chưa chạy quảng cáo ấy, tôi cũng chưa biết gì về Facebook cũng như là các chiến dịch chạy quảng cáo. Nhờ học khóa học của thầy Kiểm thì tôi cũng đã biết được tạo chiến dịch quảng cáo này, tạo nhóm và bài viết. Và sau khi mà tôi chạy quảng cáo thì cũng đã có những cái kết quả tốt. Và hiện tại thì bây giờ Facebook là có những cái thay đổi, update về cái chương trình mới. Thì tôi cũng đã đang tham gia tại khóa học của thầy Kiểm, khóa K118. Thì rất là vui là có các bạn hỗ trợ cùng thầy giáo trong khóa học này để tôi có những update từ những cái kiến thức mới. Qua một tuần vừa qua thì cái chiến dịch mới của tôi mới chạy ấy, thì rất là vui là nó có những cái kết quả rất là tốt. Cảm ơn thầy giáo, cảm ơn các bạn support hỗ trợ cho tôi. Em là Khánh, năm nay em 15 tuổi. Em hiện đang làm bên mảng thời trang giày dép. Trước khi đến với cái khóa học này thì em gặp rất nhiều khó khăn trong việc là chốt đơn và chạy quảng cáo. Em không biết cách lên cam và tạo các cái nhóm quảng cáo và quảng cáo. Khi đến với khóa học này em học được cách chạy quảng cáo, lên cam và tạo các nhóm quảng cáo. Ngoài kiến thức về quảng cáo thì em biết thêm về cách chốt sale. Sau 4 buổi học vừa chạy vừa quảng cáo, em đạt được kết quả là 5-6 đơn hàng với giá trị là 200-300 nghìn.